Triển lãm tranh lụa và điêu khắc nhỏ do Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom đã được tổ chức ra mắt tại Hà Nội. Triển lãm giới thiệu 203 tác phẩm tranh lụa và điêu khắc kích thước nhỏ của 45 họa sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu trong cả nước thuộc thế hệ sinh từ năm 1970 trở về đây. Hầu hết các tác phẩm được sáng tác trong những năm gần đây thể hiện sự phong phú về ý tưởng, đề tài và phong cách, sự đa dạng về khuynh hướng sáng tác cũng như những chuyển biến sâu sắc trong tư duy nghệ thuật của các nghệ sĩ thời kỳ mới. 110 tác phẩm tranh lụa của 24 tác giả cho thấy nỗ lực tìm tòi sáng tạo của một thế hệ họa sĩ khát khao khai mở khả năng của chất liệu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên những sắc diện mới cho tranh lụa Việt Nam. Bên cạnh đó, 93 tác phẩm điêu khắc kích thước nhỏ của 21 nghệ sĩ với chất liệu đa dạng như kim loại, đá, gỗ cũng đã phản ánh phần nào diện mạo của điêu khắc Việt Nam với sự dịch chuyển trong nội dung tư tưởng lẫn hình thức thể hiện. Các tác phẩm điêu khắc thiên về ngôn ngữ hiện đại, giàu tính biểu cảm và trừu tượng, song vẫn lấp lánh hiện thực sống động. Anh Phạm Thái Bình, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tham gia triển lãm lấy ý tưởng từ những người đàn ông của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Với những màu sắc đa dạng để khán giả cảm nhận được sự vui tươi, hưng phấn, yêu đời trong nghệ thuật. Bản thân tôi khi tham dự triển lãm này, tôi có đem đến 5 tác phẩm. Đề tài thì vẫn xoay quanh cái đề tài sáng tác của tôi trong khoảng chục năm gần đây, đó là đề tài người dân tộc miền núi phía Bắc. Tiêu biểu ở đây là những người đàn ông, với lại những cái thái độ, những cái sinh hoạt và những cái màu sắc đem đến cho người xem cũng như là cho khán giả họ cảm nhận được cái sự vui tươi, sự hưng phấn, sự yêu đời cũng như là những cái vẻ đẹp trong nghệ thuật. Và chúng tôi cho rằng là thông qua những cái mà những cái triển lãm này đang làm và những cái mà nhóm chúng tôi đang làm, tôi cũng hy vọng rằng là sẽ tạo được một cái hiệu ứng, những cái động lực cũng như là những cái hiệu quả trong đời sống để cho các nhà điêu khắc họ có những cái điều kiện, có những cơ hội sáng tác sâu rộng hơn, tốt hơn, và bản thân đời sống xã hội cũng như các nhà quản lý cũng như các nhà sưu tầm họ có cơ hội, họ nhìn ra nhiều cái hay, nhiều cái mặt, nhiều cái hướng mới. Thì đại đa số đây là những tác giả rất là trẻ, từ những thế hệ 7X và thế hệ 8X là nhiều, là những cái giai đoạn mà trẻ cập nhật với lại những cái xu hướng mới của thời đại và phát triển nó rất là cao. Thì cái triển lãm lần này tôi đánh giá rất là tốt, kể cả về mặt lụa. Các cái họa sĩ đã vượt ra khỏi những cái lụa truyền thống và họ bắt đầu tìm đến những cái lụa đương đại hơn và có lối biểu hiện mạnh mẽ hơn, kể cả về màu sắc lẫn hình thức. Đây là một cuộc triển lãm mà có 2 giám tuyển. Đấy cũng là một cái cơ chế mà ngày nay chúng ta được phát huy. Tức là các anh ấy tự đi chọn tác phẩm và các anh ấy tự triển lãm. Thì cái điều đó tôi thấy là rất hay. Và cuộc triển lãm này nó mở rộng đến mức độ là chọn chủ yếu là số các họa sĩ, các nhà điêu khắc ở lứa tuổi khoảng 40-50. Đấy là cái lứa tuổi mà các anh ấy đã từng trải và trưởng thành. Vì thế cho nên tác phẩm ở trong này tôi thấy rất chín chắn. Cũng trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều buổi tọa đàm về nghệ thuật cùng các hoạt động workshop dành cho sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, hội họa và những người yêu thích lĩnh vực nghệ thuật này. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 17 tháng 11.